đang mặc áo mưa để di chuyển bằng xe gắn máy. Trời mưa như này thì những cái chiếc xe hơi cũng di chuyển rất là chậm, và mình thấy đường thì đã bắt đầu có những chỗ ngập rồi. Đây phía trước mặt cô bác nhìn có những cái chỗ là nước đã ngập khoảng hết cả bánh xe rồi. Cơn mưa cực lớn luôn. Và đang thấy có những cái người mặc áo mưa để đi bộ. Đây, chú còn lội qua cái vũng nước. Mưa lớn nhưng mà được cái là lúc này thì gió nó không có tạt các bạn ạ. Nếu mà có gió nó tạt tới tạt lui thì chúng ta di chuyển còn khó khăn nữa. Đây đúng rồi. Chào chú. Chú đi xe gì không? Hả? Chú có đi xe gì không? Có. Xe chú để đâu? Để đây à? Xe gì đấy? Xe máy à? Xe Honda. À. Giờ chú ngồi vào chỗ nào? Ngồi trong này con hỏi thăm xíu, con gửi chú tiền được không? À. Rồi chú về nghỉ sớm luôn. Chú lấy đồ nghề đi. Tại sao vậy? Dạ. Tại sao vậy? Thì về nghỉ đi chứ trời mưa ngồi xin đến chừng nào nữa. Biếu chú 500.000. Dạ. Vâng, coi là chú lấy đồ vào trong này đi, con hỏi thăm chú xíu để xem có giúp đỡ thêm chú được không? Rồi, được. Vâng mà. Chú lấy cái kia là đồ của chú à? Chút xíu ngồi nói chuyện rồi tôi mới lấy. À. Có phương tiện đi chút xíu. Vâng. Phương tiện hơn Việt Nam. Vâng. 20 mấy ngàn đô một cái chừng. Vâng. Chú nói lại là chú là tên Minh à? Minh. Thôi bây giờ con nghĩ là mưa này chú về nghỉ thì một bữa sớm đi. Dạ, okay. Vâng. Cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ rồi chú đi. Vâng. Cảm ơn nhiều. Vâng. Đây chú lại gắn cái chân vô. Cái này ở trên đầu gối nó mới đi mạnh mẽ đây. Ở dưới đầu gối, trên đầu gối là đi khó khăn. Vâng. Đi. Những người bán súp cua này. Súp cua ốc heo. Súp cua ốc heo. Cô đi giao. Đây, trời mưa những người đi lượm nhặt ve chai phải phủ kín những cái mảnh áo mưa để đi cho nó đỡ. Đây cũng là những cái xe ve chai này. Chủ nhân thì đang ngồi ở trong góc để chú mưa đang ngủ. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo của Tuấn Dương, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn ngày mưa. Và thưa quý cô chú anh chị, lúc này thì Sài Gòn đang mưa rất lớn luôn. Đây các bạn nhìn này, nước thoát từ trên xuống đây. Trong một cái con hẻm nhỏ này thì gần như là cũng đã bắt đầu ngập lên rồi. Và mình đi thì đã bắt đầu là ngập cái mắt cá chân. Nước thì từ trên các cái mái hiên chảy xuống. Đây cô bác anh chị nhìn này. Đó. Ai mưa thì có một tay cầm dù, một tay cầm máy quay nên là không có điều chỉnh nó chuẩn chỉ được. Nhưng mà thôi bây giờ Tuấn Dương cũng sẽ mời các cô chú anh chị chúng ta cùng lang thang với Tuấn Dương một đoạn trong cái ngày mưa này. Đây mình đang có mặt ở trong một con hẻm nhỏ thuộc quận 11. Đây các bạn nhìn này. Đó, nước mưa từ trên mái nhà đang trút xuống. Những cái căn nhà tạm trong cái khu xóm trọ nghèo Trời mưa đúng vào lúc bà con cô bác đi buôn bán ăn uống, nên là có những cái người buôn bán sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Đây các bạn nhìn xe máy thì đang để ở dưới mái hiên, ở trên thì nước chảy quá trời lớn luôn. Ồ, nước ngập qua cả mắt cá chân rồi các bạn ơi. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi ra đường lớn xem là sao nhé. Trời ơi, đây là ra khúc ngoài này là góc ngã tư đường lớn này. Bên kia thì mấy người bán đồ ăn đó các bạn, là phải hạ thấp cái cây dù xuống, xong rồi ngồi thu lu che lại. Rồi chúng ta đi tiếp ra phía ngoài này coi sao nhá. Đây các quán bán đồ ăn chay này. Ở ngoài này là khúc giao lộ ngã tư. Đây nhiều người không có áo mưa các bạn, là đang đứng trú mưa dưới góc hiên nhà. Còn lại là mọi người thì đều đang mặc áo mưa để di chuyển bằng xe gắn máy. Trời mưa như này thì những cái chiếc xe hơi cũng di chuyển rất là chậm, và mình thấy đường thì đã bắt đầu có những chỗ ngập rồi. Đây phía trước mặt cô bác nhìn có những cái chỗ là nước đã ngập khoảng hết cả bánh xe rồi. Cơn mưa cực lớn luôn. Và đang thấy có những người mặc áo mưa để đi bộ. Đây, chú còn lội qua cái vũng nước. Mưa lớn nhưng mà được cái là lúc này thì gió nó không có tạt các bạn ạ. Nếu mà có gió nó tạt tới tạt lui thì chúng ta di chuyển còn khó khăn nữa. Đây, từng người đang đứng đợi đèn xanh đèn đỏ này. Bên kia thì có hai bạn, cũng một bạn có áo mưa, bạn sau thì không có. Thường thì kể cả mặc áo mưa nhưng mà nó vẫn bị ướt ở hai bên hông, bên cánh gà đó các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy cái lượng mưa rất lớn luôn. Mưa mà mình không nhìn rõ cái bóng đèn nữa. Rồi bây giờ xin mời các bác anh chị chúng ta cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ di chuyển. Không biết là mưa lớn này thì mình nói cô bác anh chị nghe có rõ không? Rồi đi thôi các bạn ơi, nhiều chỗ thì mưa nó đã bắt đầu ngập đường rồi. Đây các bạn nhìn này, những cái phần ống thoát nước này. Đó, nước nó chảy từ trên mái hiên chảy xuống. Rồi, mời cô bác anh chị cùng đi tiếp nhé. Đây, nước cũng đang chảy xuống cống này. Các bạn nhìn này, nước này đang chảy xuống cống, nước chảy rất lớn luôn. Đó, cái lượng mưa cực lớn, nước cuồn cuộn luôn. Đó, xin mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi tiếp. Nước như thế này là đang ngập qua cái mắt cá chân rồi, và ngập qua cả bánh xe rồi các bạn ạ. Những cái nhà hàng quán ăn thì đang cái giờ buôn bán thì sẽ bị ảnh hưởng, vì thông thường trời mưa thì mọi người không có đi ăn uống, người ta ngại, ở nhà nấu gói mì ăn là được rồi. Đấy, nước thoát từ trên những các cái mái nhà này các bạn này. Đấy, những cái vòi nước thoát từ trên mái nhà đổ xuống. Đó, cũng có những người thấy mưa lớn quá thì người ta tạm dừng trú trong những các cái mái hiên. Đa số là mọi người trú mưa. Nước đây là các bạn này, nhìn nước chảy xuống cống này. Đó, có những cái bảng hiệu thì bị mưa gió nó làm đổ ngã, người ta cũng chưa kịp dựng lên. Đây, mưa nước thoát đổ xuống những các cái nắp, những các cái ống cống, rồi những các cái nắp hố ga. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Đây, rất may là bên này có một quán ăn thì khách đã tới từ trước đó rồi. Và khi trời mưa này thì không nhìn thấy bất cứ một ai đi tới đi lui vào trong quán nữa. Mọi người đang tập trung vào chuyên môn. Thay vì về trời mưa đó thì ngồi gọi thêm một hai chai nữa ngồi nhậu. Đây cũng có những người đang không có áo mưa này, đứng trú mưa dưới mái hiên. Đấy, còn chụp hình nữa. Cái quán ăn các bạn nhìn này, những quán ăn này, quán này bán theo phong cách của Nhật Bản này, sushi. Mưa quá trời luôn. Đó, mưa quá trời mưa luôn. Cửa hàng hình như là không thấy có khách. Quán ăn sushi của Nhật Bản. Đó, nhìn không thấy một vị khách nào luôn. Thương quá trời thương. Buôn bán chỉ mong có người tới ăn uống ủng hộ, mà không có một vị khách nào thì cũng thật là buồn các bạn ạ. Ở bên này thì có mấy cái quán là quán chín lẩu này, toàn nhân viên ngồi ra ngoài ngóng để đợi khách thôi. Quán út cẩm, đó, các món ăn mấy quán của người Hoa buổi tối. bên ngoài đường thì cũng vẫn thấy có người đi. Nhưng mà đặc biệt là các hàng quán thì không có khách. Ở Việt Nam lúc này mưa nhiều, gần như là ngày nào cũng có mưa các bạn ạ. Đây những người có cái xe ve chai này để ở ngoài đường luôn, chịu ướt luôn. Hầu hết là những cái người vô gia cư. Rồi cũng có những người đang đi bị gặp mưa mắc kẹt. Các bạn thấy phía trước là có 4 người đang ngồi ở ngoài mái hiên nhà của một gia đình không có kinh doanh buổi tối. Lúc này mưa vẫn rất lớn. Đây bên này thì có hai cô đang ngồi bán xôi. Chắc là có một khách hàng bán buổi tối đó. Rồi một cái tiệm bán bánh mì cũng đang che kín những cái tấm áo mưa. Những anh Grab giao hàng, tiệm tóc. Đây cô bác nhìn cái lên cái bóng đèn này sẽ thấy là cái lượng mưa nó kinh khủng khiếp cỡ nào. Mưa trắng trời luôn, mưa tuôn như là trút nước. Bánh mì và khoai tây chiên. Các bạn nhìn thấy có mỗi ông chủ đang đứng bấm điện thoại thôi. Khách là không có nhé. Rồi qua đây là quán vịt nướng. Vịt nướng lá mắc mật. Các tiệm bán bún Thái, cơm tấm sườn. Ở Sài Gòn tuy mưa gió nhưng mà vẫn có nhiều gia đình, nhiều người phải kinh doanh vào buổi tối, buôn bán các cái mặt hàng đồ ăn thức uống vì cuộc sống mà các bạn. Đây, video clip này là thực hiện vào tối ngày 4 tháng 8 năm 2022. Còn cái hướng này là chúng ta sẽ đi vào cái hẻm 100 Bình Thới này. Đây cũng có những người đang ngồi trú mưa. Trú mưa. Mấy bà cháu trú mưa. Mì vịt tiềm chiên giòn ngon. Những siêu thị, khách bắt đầu thấy mưa giảm thì cũng lấy xe ra để đi tới đi lui. Trái cây xô giá rẻ từ 10.000, không có bất cứ một khách nào hết. Bây giờ mưa đã bắt đầu ngớt hơn so với hồi nãy rồi các bạn. Hồi nãy thì mưa lớn, những cái hạt mưa nó lớn, nhưng bây giờ mưa đã nhỏ nhưng mà mưa rất mau. Đây cũng có những chiếc xe gắn máy thì bị ướt này, bị chết máy, nên là chủ xe phải đang khua cái chân. Và cũng có những người này các bạn không có áo mưa này, thấy ngớt ngớt cái là chạy tới chạy lui, chạy đi về đó. Trời mưa thì nhìn đường phố nó sẽ cảm giác là đường phố đẹp hơn. Ở đây là một cái quán hủ tiếu của người Hoa. Quán này của người Hoa bán cũng không khá là đông khách. Quán mì, hủ tiếu mì. Hôm nay trong buổi tối hôm nay thì thấy cũng vắng. Sinh tố, rau má, sữa đậu nành, chả lít tông, không có khách. Bún cá, anh bảo vệ đang ngồi nhổ râu. Dim sum, hủ tiếu mì, các điểm tạp hóa. Đó, chỉ có mấy người rảnh ngồi hát karaoke là đã đây. Đây, tiệm bánh mì, bánh giò, bánh chưng, không có khách nha. Mời cô chú anh chị cùng đi dạo dưới mưa cùng với Tuấn Dương. Các anh bảo vệ thì ngơ ngang ngác đứng dưới mưa. Trời mưa mà phải dắt xe cho khách hoặc là hướng dẫn khách ở ngoài trời thì cũng hơi vất vả một chút. Xin phép được chia sẻ lại là video clip này thực hiện lúc khoảng 20 giờ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2022. Hôm nay thì lẽ ra là Tuấn Dương cũng tính là nếu không mưa đó thì sẽ đi về khu vực phố Tây Bùi Viện và phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng mà trời mưa to quá nên là thôi không dám di chuyển, đi bộ thôi. Đây phố Ba Anh Chị nhìn này, những người bán hàng rong, đây là bán hột vịt lộn. Bán hột vịt nướng, hột vịt lộn. Ở đây là các tiệm sửa xe. Trời vẫn đang mưa quá. Hai cha con đi dưới mưa. Rồi các đại lý bán vé số, mọi người mua để cầu may cho ngày mai. Cà phê, sinh tố, thuốc lá không có ai mua hết. Trời mưa thì thường tâm lý mọi người là sẽ ở trong nhà. Nếu mà đi rồi thì còn nán lại thôi, chứ còn nếu chưa đi thì sẽ dừng lại ở nhà ăn tạm cái món gì đó. Đây là giao lộ Lê Đại Hành cắt với Nguyễn Thị Nhỏ đây các bạn. Chia sẻ những cái hình ảnh về cơn mưa. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bàn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút giây qua mất rồi. Đây các bạn, đây cũng có những người bán hàng rong này. Ở cái khúc này thì các cô bác bày những cái bộ bàn ghế này ra, nhưng mà mưa quá không có ai ngồi. Anh này anh bán hột vịt giữa, hột vịt lộn, hột gà nướng, hột gà, hột vịt sữa, hột vịt lộn, trứng cút, bắp xào. Lúc này trời đã ngớt mưa rồi các bạn. Các cái cửa hàng bán áo mưa mà lúc trời mưa đó thì những cái cửa hàng bán áo mưa thì sẽ bán rất được. Đặc biệt là ai chưa có áo mưa thì mọi người muốn không ướt thì phải mặc áo mưa vào mới di chuyển được, nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Mưa rác cũng đầy ở trên đường này, nhiều những các cái bịch rác. Hồi nãy mưa nước lớn thì nó trôi đi, nhưng mà bây giờ nước cạn bớt rồi thì nó cũng không biết trôi về đâu. Gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt giữa, trứng cút lộn, bắp xào. À, bên phải của anh chị là quán ốc Huệ, lẩu cá các loại, giá bình dân. À, con hẻm này đi vô cũng thấy cũng có những chỗ bị ngập rồi. Khổ thân nhất là các bác bảo vệ cứ phải ngồi ở ngoài đường ngay đầu sóng ngọn gió, trông giữ xe cho khách. Một cái chiếc xe máy vừa đi ngược chiều với chúng ta, chiếc xe này đi trái đường đó các bạn. Motel Cửu Long, tiện nghi cao cấp, 70.000 một giờ, có chỗ đậu ô tô. Đó các bạn nhìn, trời mưa sấm chớp, cảm giác cũng rất là phiêu linh. Đấy, các quán tiệm cà phê bây giờ có cái mốt là bán những các cái loại cà phê để trang trí dưới quán, kiểu là cổ, phong cách là cổ điển. Mưa vẫn còn lớn lắm các bạn. So với lúc trước thì đã bớt rồi, nhưng mà cái vẫn còn mưa mau. Rồi, mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi tiếp. Không biết là quay trời mưa này cô bác coi có chán hay không. Tuấn Dương thì cũng rất thích đi dưới mưa. Ngày xưa thì còn nhỏ đó là còn ra tắm mưa cơ, nhưng mà bây giờ lớn rồi, tắm ở bên ngoài mà tắm mưa thì rất là ngại. Đây những người không có áo mưa này ngồi trú mưa ở trên vỉa hè, đợi cho hết mưa mới về. Lúc này cây xăng các bạn thấy cũng rất là ít người đổ xăng nhé. Nhiều cô bác thì còn đang đợi cho hết mưa rồi về. Đây, nếu mà chúng ta đi ở khúc ngoài này là đường lớn này các bạn này. Nếu mà muốn đi đường nhỏ đó thì cái con hẻm này cũng ok. Mấy em bán xăng đang ngóng. Nói chung là rảnh quá, không có việc gì làm nên là ngồi ngóng đứng. Không biết là cái anh chàng này cầm cái dù ra, cầm cái máy nói liên thiên cái gì. Cái hẻm này cũng rất là lớn. Hẻm này có thể đi vào cái con đường Lê Thị Bạch Cát các bạn ạ. Còn cái lối này là chúng ta đi vào cái khu trường đua Phú Thọ này các bạn. Hôm trước thì Tuấn Dương có đọc một cái bài thơ là thơ con cóc. Có cái bài thơ là trời mưa ếch nhảy vào xô, sau đây điệu nhảy disco bắt đầu. Còn một cái biến thể khác là trời mưa thì bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai, con ở với chú bán khoai, chú cho một củ rồi con nhai tới chiều. Đây, khúc này là cái tiệm lẩu cá đuối này các bạn này, Sacombank, mọi người tới rút tiền này, tới rút tiền. Chỗ này lẩu cá đuối cũng có được một vài bàn khách rồi. Số 345 đường Lê Đại Hành, quán lẩu cá đuối. Đây, chỗ này quán thì có khách quán thì không. Đây, hai người chung nhau chiếc áo mưa này. Hai người chung nhau một chiếc áo mưa. Đang người sau thì đâm đầu vào lưng người trước. Đấy, đi qua đường. Thôi cũng chia sẻ tình thương mến thương. Biết làm sao giờ, giống như là múa lân đấy. Cũng may quá là đèn đỏ nên là người ta dừng lại cho mấy em mới đi. vẫn còn đang diễn ra. Ở nơi ở của quê úy của bác anh chị đã bao lâu rồi chưa mưa? Hãy comment giúp Tuấn Dương nhé, để chúng ta giao lưu trong cái video clip này. Giờ đèn đỏ nên là mọi người đang dừng xe lại, đợi đèn xanh thì tiếp tục di chuyển. Đó, toàn cảnh trời mưa, phố xá, nhiều các cái giọt nước mưa rớt xuống này các bạn này. Từng giọt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nào. Xin mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi tiếp nhé. Mình cũng đi thêm để đến nhiều những các cái khu vực khác nhau. Mời cô bác anh chị theo dõi. Tiệm bán hàng bây giờ bắt đầu dọn vào, đợi ngớt mưa cái là người ta dọn vô trong, cất tư trang tài sản. Mưa này là nhiều quán ăn bắt đầu thất bại rồi. Đây các bạn nhìn thấy những người từ trong ô tô bước ra, nhưng mà cũng có cái chiếc dù che, nhưng mà phần nào cũng chắc chắn là sẽ vẫn bị ướt. Đây, bao dim sum, quán điểm tâm. Mọi người đang đợi để ngớt mưa đi về này. Bao dim sum. Bao dim sum này mới mở thêm ở trên đường Lê Đại Hành. Còn cái quán bao dim sum nữa thì trước đây cái quán đầu tiên là ở trên đường Hồng Bàng, ngay cái khúc tòa nhà Thuận Kiều. Đây những cái tòa nhà cao tầng này các bạn này. Nhìn cảnh trời mưa thì rất là lãng mạn, có cái hơi buồn thôi. Bên kia thì cô bác anh chị thấy có hai người đang đạp xe xích lô. Đó, hai bác xích lô đang đạp xích lô đi về nhà. Xích lô là chở khách du lịch, khách nước ngoài ấy. Cũng có những khúc vỉa hè trống này thì không có nhà nào kinh doanh. Anh bán hột gà nướng, hột vịt lộn, trứng cút, bắp xào, vẫn chạy cái chiếc xe trong đêm. Đi tới nhiều nơi coi có ai mua hay không. Đây tòa nhà, những cái tòa nhà cao tầng The Emporium. Đây, trời mưa này không biết là khách sạn có khách không các bạn. Khách sạn Ân Tình, 1 giờ 60.000, 2 giờ 80.000. Phòng máy lạnh, thang máy, có nơi gửi xe ô tô. Ghê chưa? Ta có thể vào tâm sự. Một chiếc xe này bị chết máy này. Sao đây ta? Những chiếc xe của bạn ấy không biết sao bị kẹt cứng luôn, không có di chuyển được. Ồ, cái thằng nó lại đã trời mưa bị té xe rồi. Mưa đường trơn nên là đi bị té xe, sau đó thì cái chân thắng nó kẹp vô các bạn ạ, nó bị kẹp, xe không có dắt được. Mà giờ này các cái tiệm sửa xe cũng nghỉ hết rồi, khá là vất vả. Đây, mời cô bác anh chị cùng đi vào một cái con phố nhỏ, mọi người ngồi uống cà phê này. Ồ, đó, cười rất tươi. À, một cô bán bánh tráng, bánh tráng trộn. Cô còn đang hút thuốc lá luôn. Rồi, những người bán vé số này, đó, ngồi ở trong này để trú mưa. Đây, mình sẽ ra đây. Không biết là hôm nay có gặp hay không, thì có một chú này là bị mất một chân, mà thường là chú hay ngồi ở gốc ngã tư này. Nếu hôm nay mà hữu duyên thì sẽ gửi biếu chú chút tiền. Hôm trước cô Vân có gửi để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Trời mưa này thì không biết chú ấy có còn ngồi ở khúc ngã tư hay không. Chú bị mất một chân rồi hay ngồi xin ăn ở đó. Cô bác không biết là cô bác có thích quay cảnh trời mưa như vậy không? Nếu cô bác thích thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận dùm Tuấn Dương. Mấy ngày vừa qua đó thì Tuấn Dương cũng bận đi tỉnh phát quà, nên không có quay nhiều cảnh đường phố Sài Gòn được. Cháo ếch Singapore, ếch Việt Nam mà cứ đặt tên toàn quán nước ngoài. Có thể là cái kiểu đó là kiểu Singapore. Đây các bạn thấy bên kia đường có một cái xe đạp. Cô là đang chở một cái xe ve chai này, rất là nặng nhé. Trời mưa đó, trời mưa gió và cô chở một cái xe ve chai rất là nặng, đạp đi trong mưa. Đấy, các cửa hàng thời trang không có bất cứ một khách nào hết, trống trơn luôn. Tới đây là chúng ta gặp khúc giao lộ đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản cũ cắt với đường Lê Đại Hành. Thầy Tuấn Dương sẽ dừng ở khúc ngã tư này để quan sát. Đây là những người đi xin ăn này. Đây, Tuấn Dương sẽ thử đi qua đường xem là chú có đứng ở cái góc ngã tư hay không nhé. Trời mưa nhưng mà mình cũng không có nhìn rõ nữa. Qua đây nếu mà thấy chú mà đứng ở ngoài mặc áo mưa thì sẽ mời chú lại. Đây, không biết có đúng là chú không cả. Đây đúng rồi. Chào chú. Chú đi xe gì không? À? Chú có đi xe gì không? Có. Xe chú để đâu? Để đây à? Xe gì đấy, xe máy à? Xe Honda. À. Giờ chú ngồi vào chỗ nào? Ngồi trong này con hỏi thăm xíu, con gửi chú tiền được không? Rồi chú về nghỉ sớm luôn, chú lấy đồ nghề đi. Tại sao vậy? Dạ. Tại sao vậy? Thì về nghỉ đi chứ trời mưa ngồi xin đến chừng nào nữa. Biếu chú 500.000. Vậy hả? Vâng, coi là chú lấy đồ vào trong này đi. Con hỏi thăm chú xíu để xem có giúp đỡ thêm chú được không? Được. Vâng mà. Chú lấy cái kia là đồ của chú à? Chút xíu ngồi nói chuyện rồi tôi mới lấy. À. Ngồi nói chuyện xong rồi tôi mới lấy. À, nói xong rồi lấy mang về rồi, ok đi. Dạ. Rồi chỗ nào nó không có mưa ấy chú? Tôi có áo mưa, có dù được, tôi ngồi ở đây được mà. Ngồi ngoài đường á? Không, có gì đâu, mình ở ngoài đường mà. Không. Để hỏi thăm chú thêm một xíu. Rồi. Vâng. Có gì đâu, hỏi đây, cứ hỏi tự nhiên. Rồi. À. Thế chú là năm nay nhiêu tuổi? 73. 73. À. Con thấy như là chú còn bị một cái chân là chú dùng chân giả đúng không? À đúng. Chú ngồi đi, chú ngồi đi. Chú tháo chân con coi ạ. Sao mưa không về mà lại cứ ngồi đây, sao mưa không về? Nợ ta phải ráng cày. Ráng cày á? Bây giờ thiếu nợ tùm lum hết. Đây, chú bị mất một cái chân mà này. Có báo cáo của ông cháu mà. Vâng. Em người Bắc à? Con là người Bắc. À, người Bắc ở... Con ở Hà Nội. Đây. Con ở Hà Nội, nhưng mà con vào đây cũng lâu năm rồi. Thế chú là thương binh à? Thương binh Thủy. À, thương binh thời trước. Thương binh thời chế độ cũ thì không có lương đúng không? Không có lương. À. Thế bây giờ thì chủ yếu chú làm nghề gì? Xin ăn thôi, không có nghề gì dài. Nhưng mà chú nói là chú thiếu nợ, sao già rồi thiếu nợ gì? Thiếu nợ gì, lý do kỹ thuật thiếu nợ. Là lý do gì? Lý do là bị người ta gạt đó, gạt thiếu nợ. Bị người ta gạt là chú nợ nhiều không? Vài chục là mấy chục? Tính ra cũng 4-5 chục. 4-5 chục. Thế quê chú ở đâu chú? Quê ở đây luôn. Là ở... Anh trưởng tại đây mà. Là chỗ nào? Là quận nào? Ở quận 6. À, chú ở quận 6. Rồi còn chú còn vợ con gì không? Không có vợ con. Không có vợ. Ngày xưa nhìn đẹp trai này chắc phải có vợ con gì chứ. Rồi nhiều khi cái hoàn cảnh đưa đẩy đâu có nói được. À. Cái đó mình em mình phải nói cho ngay. Vì cái trường hợp đặc biệt cái đó mình không nói được, nhiều khi cái số con người nó đưa đẩy sao bây giờ gây go lắm. À. Bây giờ phải chịu cực chứ sao bây giờ. Vậy chú nói con là chú tên gì chú nhỉ? Tên Minh. Chú Minh. À. Rồi chú có xài điện thoại gì không? Có xài được mà ngày mai tôi gắn lại, tại vì cái sim tôi đi thay á. À. À, ngày mai ngày mốt gắn lại. Thế nhưng mà 0933111839. À, nhưng mà bây giờ chưa có số đúng không? Có. Tức là bây giờ gắn là không có nói được đúng không? Nói được. À. Gắn vô người ta điện lại nói được. À. À. Vâng. Tại vì bố sim hư đi thay cái sim á rồi chưa gắn vô thôi. Vâng. À. Thế bây giờ nếu như mà không ngồi đây xin thì chú làm nghề gì được? Ý là muốn giúp chú có cái nghề ấy thì chú làm nghề gì được? Bây giờ già rồi đâu có nghề gì đâu. Chỉ có xe ôm là nghề duy nhất thôi à. Mà xe ôm cũng khó, bây giờ cũng khó khăn lắm. Thôi kệ đi xin anh qua nghề. Nhưng mà những ngày mưa gió rồi mưa gió này thì cảm ốm rồi bệnh ra đấy thì tôi sức khỏe mạnh lắm. À, mạnh lắm. Nãy vẫn tới giờ này chưa bệnh hoạn. À. Chưa có vô bệnh viện nào hết. À chưa. Rồi chú tối thì ăn uống gì chưa? À, chút xíu ăn. À. À, người ta cho đồ cơm này kia rồi chút xíu ăn. Rồi chú ngồi thì mấy giờ mới về? 10 giờ mấy mới về. 10 giờ mấy mới về, ngày nào cũng ngồi. À, ngày nào cũng ngồi. Tại bây giờ nhập mưa nữa ít có đợi mình xin thoải mái chút xíu. À. À. Thường tụi không mua tụi nó chạy châu có tôi thì gán. À. Gán bữa nay đỡ được trăm mấy ngàn. À, trăm mấy chục ngàn rồi. Vâng. Thế thường có mấy chục rồi. Vâng. Khó khăn. Thì tính là hỏi thăm chú là xem là chú có cần giúp đỡ gì để mà có cái cần câu cơm ấy. Chứ còn giống như là tặng tiền thì cứ xài mỗi ngày rồi nó mỗi hết. Cái đó trước mắt chị đây chứ bây giờ giúp chú không biết làm nghề gì đã có hiểu. À, chú cũng chưa biết làm nghề gì. Thì bởi vậy chưa biết làm cái nghề gì phù hợp á, phải phù hợp mình có tặng. Giờ đi bán vé số không được à? Bán vé số khó khăn lắm. Khó khăn. Chú có biết hát hay là đàn ca gì không? Không, cái vụ đó thì không biết. À. Sơ thôi chứ không giỏi. Vâng. Nhưng mà chú còn nhà ở đây không? Còn. À, có nhà ở đây. Có nhà. À. Tức là bây giờ chỉ lo tiền ăn thôi. À, ăn thôi. Chứ còn không phải lo thuê nhà. Khỏi có lời thêm nhà. À. Nhà. Cha mẹ để lại. À, vâng. Thôi vậy cũng mừng. Vậy thì không được hỗ trợ gì, tháng không được nhà nước hỗ trợ gì à? Nhà nước đâu có. À, thế à? Em đi bộ xuống đây hả? Có xe. Con đi bộ ạ? Đi bộ từ ở đâu xuống đây? Con đi bộ từ Bình Thới. Con đi Bình Thới xuống đây thì cũng không xa. Vâng, nhưng mà con đi một vòng cũng khoảng 2 cây số rồi đấy. Vâng. Thôi thế bây giờ thôi để con lấy tiền con gửi biếu chú nhá. Chú chờ con xíu để con lấy tiền. Chú cầm dùm con này. Cái đó là nước ngoài đưa. Vâng, cho đúng rồi, có một cô ở nước ngoài đấy. Mà thôi bây giờ thì xin phép là tính là cô bảo là cho mỗi người 500 ngàn thôi. Nhưng mà thôi trời mưa gió này thì thôi xin phép cô Vân. Cô tên là cô Vân. Thì xin phép là gửi biếu chú 1 triệu nhá. Đây chú cầm xem đúng 2 tờ 500 ngàn không? Cảm ơn nhiều quá. Chú cầm, chú mở ra. Đúng 2 tờ 500 không? Rồi, 2 tờ 500. Rồi chú cất tiền đi chú. Rồi chú có nhắn nhủ gì cho cô Vân không? Nhắn nhủ gì? Chị cảm ơn nó nhiều quá, nhiều. Vâng. Cô Vân giúp đỡ người nghèo. Vâng. Rất là cảm ơn. Vâng. Điều cô Vân nó ở Mỹ ở đâu? Dạ cô ở Mỹ. À, ở Mỹ. Cô bảo con là đi gặp những người khó khăn thì giúp. À. Nếu mà trường hợp á có cho địa chỉ được, tôi sắp sửa có người ta cũng như là hướng dẫn tôi đi Mỹ ở vài tháng. Ủa thế à? À. Vậy à? Bởi vì cho tôi địa chỉ tôi gặp cảm tạ cô Vân. À thế à, chú là sắp được qua Mỹ ở luôn. Là ai bảo lãnh? Không có ở, tôi không ở. À sang Mỹ chơi á? Ai cho đi chơi? Ai cho đi chơi? Thì nói tóm tắt là cái chuyện nó dài dòng. À. Cái đó mình kể ra. Và kể ra thì dài đúng không? À. Nó giúp tôi, nó người dân Việt Nam mà hiện tại nó chết rồi, cô chết chết. À. Người em nó bảo là anh qua bên kia du lịch. À, coi là sắp được đi du lịch. À, đi du lịch thôi. Chứ không phải em ruột nó. Vâng. À, cũng như giúp tôi đi qua bên kia trời. Vâng. Nó làm giấy tờ cho tôi. Vâng. Chắc khoảng cuối năm. Cuối năm nay chú được đi. À, thôi chúc mừng. Đi chơi. Tại đi chơi thôi. Vâng. Chứ không có gì hết. Vâng. Cũng như là nó thấy nó quên chị mình nó bị chết rồi đó. Vâng. Thử chị nó giàu lắm. Thế chú là người Hoa à? Hay là người Hoa? À, chú người Hoa. Cái chân này là chú bị thương từ năm nào? À, năm 74. Năm 74 ở Mỹ một cái chân này 20 mấy ngàn đô được. À. Tốt hơn cái này 20 mấy ngàn đô. Bà hứa với tôi sau này chúng tôi làm cái chân nó 20 mấy ngàn. À, coi là có người bên Mỹ hứa giúp chú cái chân. À, và cái chân. Và cũng như là y như chân thiệt vậy. À. Có quân tiền đi rút chiếu. Vâng. Phương tiện hơn Việt Nam. Vâng. 20 mấy ngàn đô một cái chân. Vâng. Chú nói lại là chú là tên Minh à? Minh 73 tuổi à? 73 tuổi. Người Hoa. Vâng. À, mà hồi nào hồi Tết tới giờ, hồi giải phóng tới giờ chưa bệnh. À, từ giải phóng giờ chưa bị bệnh. Tại hồi xưa nó đi lính chích 3 cái xe ngang bạn nó kể đông quân sĩ chích 3 cái CB á. Vâng. Nó cường tráng, tôi đêm nào tắm giữa bởi vì tôi dầm mưa đâu có ăn tôi. À. Dầm mưa ngập nắng cô ăn tôi. Vâng. Thôi chú ơi, bây giờ con đề nghị là hôm nay chú về nghỉ sớm một bữa đi. Ok. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều quá. Thật sự bữa nay gặp dịp may mắn. Gặp dịp may mắn thiệt. Chưa hồi nào tới giờ này tôi mới đi nói ai đi xin ngăn cái mấy tháng trời rồi. Vâng. Mới gặp em như vậy. Vâng. Thế có ai cho chú 1-2 triệu chưa? Không, 500 thì có. À. À, có bạn kia nó cho 500. À. Không lì xì. Ở trong nó có 100. Vâng. 100 ngàn. Có là đây là lần đầu tiên có người cho 1 triệu. À, cho đăng đăng tiền. À. Nó cho nó ở quán cà phê. Vâng. Con gái nó 3 mét tại chiếc xe tự nhiên là hỏi tôi cho cái bao thơ. Vâng. 500. Vâng. Con thì đưa tiền thẳng để cho mọi người biết là đưa bao nhiêu tiền. À. Chứ bỏ trong bao thơ thì đâu biết là nhiêu đâu. Vâng. Thôi bây giờ con nghĩ là mưa này chú về nghỉ thì một bữa sớm đi. Dạ, okay. Vâng. Cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ rồi chú đi. Vâng. Cảm ơn nhiều. Vâng. Đây chú lại gắn cái chân vô. Cái này ở trên đầu gối nó mới đi mạnh mẽ đây. Ở dưới đầu gối, trên đầu gối là đi khó khăn. Vâng. Đi rất khó. Vâng. Chú đi làm từ thiện gì bỏ công bỏ cán đi làm đâu có hưởng được. Vâng, thôi hưởng phước thôi ạ. Mình hưởng phước thôi được rồi. Giúp người. Này, con ngoài 40 rồi. Thôi ngoài 40 trẻ quá vậy. À dạ. Vâng. Có con có cái không? Dạ có. Vâng. Giờ có làm ăn cái gì không? Dạ có chứ, trời ơi không làm lấy đâu sống. Làm công ty hay làm gì? Làm riêng. Làm kinh doanh bên ngoài. Bây giờ khó khăn lắm. Vâng. Bây giờ làm gì khó khăn lắm. Không có đơn giản. Dạ. Rồi thưa bây giờ thôi chú về đi. Rồi, về okay. Nghỉ ngơi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Em tên gì? Con tên Tuấn Dương. Hả? Tuấn Dương. Hả? Tuấn Dương. Tuấn Dương hả? Tuấn Dương. Hướng Dương hả? Tuấn Dương. Tuấn Dương. Vâng. Chú nói mấy câu tiếng Hoa đi nào. Chú nói mấy câu cảm ơn tiếng Hoa, biết đâu có người Hoa coi nghe được. Nói tiếng phổ thông hay tiếng Quảng? Tiếng nào cũng được, hai thứ tiếng đi. À. Xe thì người ta bán mạng của. Cái đó là tiếng phổ thông. À. Thẩm chè này bon mòn ngọ những thạch lơi. Cắm chè này bon ngọn. Chú nói to lên thì mới nghe thấy. Có cắm chè này bon ngọn, bon mòn ngọn đi phát lơi. Chè này. Cô nói cô tên gì? Cô tên là cô Vân. Vân. Hoành hoành cua cẩm chè nị bon mòn ngọ đi thanh lơi ủ phi sờn chiếc cẩm chè này phi thường cẩm tạ. Đó là tiếng Quảng là chú. Tiếng Quảng. Còn tiếng Hoa nói sao? Tiếng phổ thông là vâng. Xe này là tạ tạ mi. Vâng. À, tiếng gì kêu bằng tạ tạ mi. Vâng. Cẩm tạ mi uống được. Đa tạ mi uống được. Vâng. À, nhiều tiếng nói được á, vâng. Chứ không phải một tiếng đâu. Vâng. Rồi tiếng Pháp, tiếng Anh chú nói được không? Không, chỉ có tiếng phổ thông như tiếng Quảng, tiếng vâng. Chung người Tiều. Vâng. Người Tiều. À, bản thân người Tiều. Rồi thôi về nghỉ đi rồi, chú, rồi. Về nghỉ okay. Đi không có mưa ướt. Cảm ơn em nha. Rồi cảm ơn chú nha, cảm ơn chú Minh. Cái gì Dương? Tuấn Dương. Tuấn Dương. Mình đâu có giúp được ai nhiều đâu. Không, uống cà phê này. À rồi, được rồi. À. Dạ. Vâng, có gì con kiếm chú nhá. Tôi cái điện thoại chú có được rồi, có lưu đây rồi vâng. Thôi chú đi về đi chú. Dạ. Vâng, chú về nha. Dạ, vâng. Cảm ơn nha chú. Vâng. Cảm ơn nhiều quá. Dạ rồi rất là vui thì chú mất một chân rồi. Giờ mặc áo mưa mà giờ kêu chú thôi về nghỉ sớm. Thứ chú cứ ngồi đây để chú xin đồ. Đó. Rồi, Tuấn Dương cũng xin dừng video clip này tại đây nhé. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi những video mới, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Bây giờ mưa cũng đã hết rồi, ngớt rồi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô Vân đã ủng hộ cho chương trình này. Cũng lâu lắm rồi Tuấn Dương có đi có thấy nhìn thấy chú, mà hôm nay đúng là cũng có duyên. Cứ có duyên là mới gặp được, không có duyên là rất khó gặp.